Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 1.000 top cần GFT nè. Chương trình airdrop này dành random dành cho 30.000 member nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn đi phần link mô tả như video mình đang start chatbot nè. Rồi các bạn đưa chat đi vô qua bot nha các bạn. T Z B C TZBCC. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi các bạn bấm vào request the khi các bạn bấm start nè. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi tiếp tục còn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục follow Twitter và retweet tăng 5 người bạn. Trên Twitter nó mang theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn trích dẫn như tweet nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào nè, các bạn tweet lên nè. Các bạn bình luận nó cái nè. Good airdrop. Rồi các bạn mới đáp lại luôn nè. Tiếp tục follow Reddit nè. Trên Reddit các bạn bấm son community nè, bắt up lại nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì các bạn bấm vào thích nè. Rồi bạn bắt up lại nè. Chỗ này các bạn like một bài viết nữa đi các bạn chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi các bạn bắt up lại nè. Rồi tiếp tục các bạn join Discord nè. Trên Discord thì các bạn chấp nhận là mời nghe thế các bạn. Rồi gửi em qua tin nhắn luôn đi. Hi hi. Rồi bấm đáp lên nha bạn. Rồi bấm submit tên nè. Rồi bấm bấm code set nè. Tiếp tục các bạn gọi là đường link Usucomplex send me Twitter. Các bạn là username Twitter của Twitter của tất cả bạn nha bạn. Cộng win VNN 9. Tiếp tục các bạn điền là username Discord thì bạn mở Discord của tất cả bạn ra nè các bạn. Trên Discord thì các bạn nhấp vào ảnh avatar copy username ở chỗ này nè các bạn. Rồi bạn sao chép nè các bạn. Quỳnh Văn Anh Thăng 6160 nè. Rồi bạn gọi là chatbot nè các bạn. Quỳnh Văn Anh Thăng. Các bạn thêm Thăng 6160 nè. Rồi bạn gọi chatbot nè các bạn. Tiếp tục các bạn gọi là đường link mi Facebook. Username Facebook nè. Thì các bạn nhấp vào Facebook nè các bạn. Trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook nè. Các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn nên Facebook các bạn đặt username nè bạn. Các bạn bỏ đây nè. Rồi các bạn thêm ba cộng nè. Chatbot nè. Tiếp tục điền username Reddit nè. Thì các bạn nhấp vào Reddit nè. Các bạn nhấp vào ba cái bàn này nè, nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Nhấn không thì nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào ảnh đây. Cạn copy username ở chỗ này nha các bạn. Và bạn sao chép nè. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ bên bi sở Manchin Bet 20 trên chiếc chục palette của mình nè. Rồi các bạn gửi chatbot nè. Xong con bấm balance chết sâu cầm kiếm được nè các bạn. Mình đã nhận được 1.000 tốc cần CFT nè. Bấm get link mình chia sẻ trong bài những cái thằng đã kiếm tốc cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chuẩn bị hẹn các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.